Tiếp phần 8 của bộ truyện Ngủ say vạn cổ xuất thế quét ngang trừ. Trong lúc mọi người còn đang chỉ bới nhiệm hành khinh nhờn thánh thạch, Trương Kim từ xa cũng đã đến nơi này. Hắn ta vừa đáp xuống đã thấy mọi người nhốn nháo, chuyện gì thế? Sao tiểu tử này lại ở đây? Nói rồi hắn ta lại nhớ đến đệ đệ mình. Lập tức không thể kiềm chế lại được nữa, ta phải giết hắn. Trương luật tiến lại giữ hắn, Trương Sư Huynh khoan đã. Tên này đã tiến vào Thượng Huyền Tông, đồng nghĩa là hắn đã thông qua vòng mê cung loạn thần. Dựa theo quy tắc thì huynh không được ra tay với hắn. Trương Kim nghe đến đây thì sắc mặt càng khó coi hơn, cái gì? Thông qua rồi sao? Sau đó hắn mạnh tay tát Trương Luật một cái, không phải ngươi nói chắc như đinh đóng cột là tên này là một kẻ vô dụng, không thể thông qua sao? Trương Luật đau đớn ôm má, nhưng cũng không dám cãi lời, chỉ biết dạ vâng mà đáp, Trương sư huynh bớt giận. Chuyện đó, chúng ta cũng đang điều tra, chuyện này đã thông báo với đại trưởng lão rồi. Trương Kim mặt mũi tối sầm, hắn ta gần giọng đại trưởng lão mà đến thì ta còn có cơ hội xử lý hắn sao. Lý Lam có hơi lo lắng, ý của Trương Sư Huynh là. Trương Kim lộ nụ cười nham độc, hiện giờ tên này đang khinh nhờn thánh thạch. Ta bởi vì đuổi hắn rời khỏi thánh thạch nên không cẩn thận giết chết hắn. Như vậy đã đủ chặt chẽ chưa? Hai người Trương Lý cười đến là vui vẻ. Đồng loạt đồng ý, vô cùng hợp lý. Chúng ta sẽ làm chứng cho Trương Sư Huynh. Trương Sư Huynh vì tông môn nên mới ra tay. Trương Kim sau khi được lời đồng ý của hai người kia thì cũng mạnh dạn bay lên thạch thánh. Hắn vừa tiến lại gần nhiệm hành thì đã bắt đầu tung chiêu, tiểu tặc chết đi. Nhưng vừa trưởng ra thì đã bị phản phệ, ngã thẳng xuống đất. Thân thể kéo dài một đường mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Trương luật há lớn miệng, cái gì? Lý Lam cũng khoa trương không kém, chuyện này là sao? Các đệ tử khác cũng đồng loạt bàn tán, xảy ra chuyện gì thế? Thánh thạch xuất hiện dị tượng, Thánh thạch mất vạn năm nay luôn không có gì khác thường, hôm nay tại sao lại xuất hiện dị tượng? Lẽ nào có liên quan với người đang khinh nhờn thánh thạch kia? Trương Kim sau cú phản phệ rơi thẳng xuống đất lúc nãy, giờ mới có thể đứng lên, một miệng đầy máu tươi nói, đáng ghét. Một đòn vừa rồi của thánh thạch giống như là nhất kiếm thần binh đang ra uy, lẽ nào thánh thạch không phải là loại đá bình thường? Cùng lúc này cũng có một người vừa đến, giọng nói có tuổi vang lên, có chuyện gì thế? Trương Luật thấy trưởng lão đến thì chạy lại báo cáo. Đại trưởng lão, có kẻ bôi nhọ thánh thạch. Trương Kim Sư Huynh ngăn cản hắn nhưng lại bị dị tượng của thánh thạch đánh bị thương. Trưởng lão nhìn đến ngọn đài ngọc cao đằng kia, thánh thạch xuất hiện dị tượng. Mà nhiệm hành bấy giờ đã lên đến đỉnh của thánh thạch. Y đứng sừng sững trên đó. Cuối cùng cũng đến lúc. Y bắt đầu vận công, bắt đầu đi. Đả xà côn, mở thông một huyệt đạo cho ta. Sau lời này thánh thạch có chuyển động lớn, không ngừng rung lắc, làm đám người bên dưới phải kinh diễm, thánh thạch đang dung chuyển. Nhất định là do tên tiểu tử ngồi trên kia bất kính với thánh thạch. Bất kính với thánh thạch chính là một loại sỉ nhục thượng huyền tông ta. Nhiệm hành ở trên cao kia chẳng hay biết người bên dưới nói gì về mình, y tiếp tục vận công, lần này mở huyệt tinh hải thứ hai, huyệt lỗ hội. Huyệt lỗ hội là một trong các huyệt thần bí nhất, có thể giao tiếp với trời đất. tra xét vạn vật vừa hay có thể nhân lúc hồn năng lớn mạnh khi mở huyệt lỗ hội để tìm kiếm hai phần còn lại của đả xà côn. Trưởng lão cũng đi đến dưới chân thánh thạch. Ông ta ngước đầu nhìn lên cao. Có chút suy tư, thánh thạch thật sự xuất hiện dị tượng sao? Lẽ nào là bởi vì tiểu tử đó? Nhiệm hành sau một hồi tra xét cũng biết được một vài thứ mình muốn. Ha! Một phần của đả xà côn đang ở trong một ngôi mộ lớn. Khá thú vị. Huyệt thần đình và huyệt lỗ hội đều là huyệt đạo mở rộng thần hồn, sau khi khai thông thì việc sử dụng thần hồn đối với mình sẽ càng thuận lợi. Trương Kim bên dưới đài cao đã không chịu được nữa, hắn quát lớn hơn bao giờ hết, chỉ về nhiệm hành trên cao, đại trưởng lão, thánh thạch phẫn nộ, tuyệt đối không thể để cho tên đó ở trên làm sằng làm bậy. Đại trưởng lão cũng kích động không kém bọn hắn là bao, ông nhanh chóng tung một trường mạnh mẽ lên đỉnh thánh thạch hòng khiến nhiệm hành biết sợ mà thối lui, tiểu tử, mau xuống đây. Đúng lúc đó nhiệm hành cũng từ thánh thạch bay xuống một trưởng đó của trưởng lão chẳng làm y thương tổn chỗ nào. Y nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Mặt may trưởng lão trở nên nghiêm túc. Ánh nhìn phán xét nhìn về phía nhiệm hành tra hỏi, ta hỏi ngươi, họ tên của ngươi là gì? Thánh thạch xuất hiện dị tượng có liên quan đến ngươi. Nhiệm hành mặt không đổi sắc. Âm thanh nhẹ nhàng đáp lời, nhiệm hành, dị tượng của đả xà côn quả thực liên quan đến ta. Trương Kim đứng bên ngoài bắt đầu kích động nói với vào, đả xà côn, tên này điên rồi đúng không? dám nói thánh thạch là đả xà côn. Thạch thánh được gọi như này suốt mất vạn năm rồi. Ngươi nói xem thánh thạch của ta giống côn ở chỗ nào chứ? Đại trưởng lão, tên này ăn nói hàm hồ, nhất định phải phạt thật nặng. Nhưng đại trưởng lão không có động tĩnh gì. Ông ta chỉ chậm rãi vuốt râu rồi nói tiếp. Theo ghi chép điển tích của Thượng Huyền Tông thì tên sơ khai của Thạch Thánh đúng là Đả Xà Côn. Lời này trực tiếp làm đám đệ tử phải đứng hình, cái gì? Đại trưởng lão dương mắt lên nhìn nhiệm hành đứng phía xa, trong đầu là hàng vạn câu hỏi đang tuôn ra, nhưng bí mật này chỉ có một vài vị trưởng lão mới có quyền được biết. Sự việc trọng đại, ngươi hiện giờ hãy đi theo bổn trưởng lão, nếu ngươi có thể đánh thức thánh thạch thì sẽ lập được công lớn. Trương luật thấy có gì đó sai sai, hắn chạy lại ngăn cản, đợi đã. Đại trưởng lão, tên này đang bị nghi ngờ là đã gian lận trong kỳ thi khảo sát. Đại trưởng lão quét mắt đến đồ đệ, mày nhướng lên, gian lận, có chứng cứ không, Lý Lam lúc này cũng bồi thêm dầu vào lửa, đại trưởng lão. Người này tham gia khảo sát mê cung loạn thần. Chỉ cần chưa đến một khắc đã có thể ra ngoài. Đây không phải là gian lận thì là gì. Đại trưởng lão vốn bình tĩnh giờ đã không còn giữ được dáng vẻ đó nữa. Ông ta giật thót hỏi lại, chưa đến một khắc. Chuyện này sao có thể? Nhiệm hành. Đúng như vậy sao? Nhiệm hành cũng không giấu giếm gì chuyện này. Y thành thật nói, không sai. Trương Kim bước đến tức giận hô lớn chửi bới, hắn không tin chuyện này, dựa theo những gì ta biết. Mấy năm nay đệ tử ra khỏi mê cung loạn thần nhanh nhất cũng phải mất gần hai ngày. Nếu hắn thật sự chỉ mất một khắc đã có thể ra ngoài thì ta sẽ quỳ xuống dập đầu với hắn. Nhưng nhiệm hành chẳng quan tâm bọn họ tin hay không. Y không nói gì. Chỉ một bước đã phóng đi rất xa. Sau đó Y dừng lại một chút bỏ lại một câu, ta sẽ chờ các ngươi ở lối vào. Sau đó Y không một động tác thừa đã biến mất không dấu tích chỉ còn lại làn khói nhẹ cho thấy y đã từng ở đây. Đại trưởng lão cũng không phải người chậm chạp. Ông ta nhanh chóng đạp một cước, dùng khinh công mà đuổi theo, đi, đến lối vào. Trương Kim đứng nhìn màn này xong, hắn nghiến chặt răng, chỉ hận không thể ngay tại lúc này nghiền nhiệm hành ra ngàn mảnh báo thù cho đệ đệ. Cho dù thế nào cũng không thể để tên này có cơ hội vào được Thượng Huyền Tông, chuyện này phải thông báo với tứ thúc trước mới được. Trương Luật cùng những người khác đuổi theo nhiệm hành đến mệt mỏi, hắn vừa phóng theo phía sau vừa hét, tiểu tử này nói đợi chúng ta ở lối vào. Ý của hắn là tốc độ thoát khỏi mê cung loạn thần của hắn còn nhanh hơn cả tốc độ chúng ta bay đến đó sao? Loại chuyện vô lý như thế mà hắn cũng có thể nói ra được. Rất nhanh Trương Kim cùng đám đệ tử Thượng Huyền Tông đều đã đến trước cửa mê cung, dám trêu chọc đại trưởng lão như vậy. Nhất định phải phạt thật nặng. Nhiệm hành quả thật đứng ngay lối vào, y dựa vào vách đá. Thanh âm trầm thấp cũng vang lên, ngươi có thể quỳ xuống dập đầu rồi, Trương Kim giật mình, cái gì? Mọi người đều hốt hoảng nhìn đến nhiệm hành đang đứng đằng xa, hắn, hắn ra ngoài rồi. Đại trưởng lão cũng mắt chữ o mà nhìn chằm chằm người trước mắt, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì ta cũng không dám tin. Trương Kim cố chấp, dù đã tận mắt thấy nhưng hắn vẫn một mực cứng đầu không muốn chấp nhận, ta không tin. Tên này nhìn dáng vẻ bình thường không có sức mạnh gì, chắc chắn là có phương pháp đáng xấu hổ gì đó. Đại trưởng lão vẫn chưa từng cử động, ông ta lên tiếng cản Trương Kim lại, đừng nói nữa. Nhiệm hành ngươi hãy theo ta quay về trước. Đã bao nhiêu năm rồi? Bồn trưởng lão ở Thượng Huyền Tông chưa từng gặp được đệ tử nào kỳ lạ như thế này. Trương Kim thấy tình thế hiện tại không như những gì hắn nghĩ. Hắn lớn tiếng, đại trưởng lão khoan đã. Sau đó lại dùng giọng trà xanh mà nói, cho dù nhiệm hành thông qua mê cung loạn thần thì khảo sát nhập môn vẫn phải giao nộp một lượng tinh thạch nhất định mới tính là hoàn thành khảo sát. Trong lòng hắn đã tính toán, kéo dài thêm chút thời gian, Tứ thúc sắp đến rồi. Trương Luật cũng không ưa Nhiệm Hành, hắn ta cũng thêm dầu vào lửa, gần đây tiên tinh cổ khoáng xuất hiện biến cố, hắn chưa chắc đã có đủ tinh thạch để tiến vào Thượng Huyền Tông. Đại trưởng lão không để lời của đám đệ tử này vào mắt, ông ta từ tốn lên tiếng, biểu hiện của Nhiệm Hành khiến trưởng lão ta rất kinh ngạc. Hắn có tác dụng lớn đối với Thượng Huyền Tông. Ta không quan tâm giữa hắn và các ngươi có ân oán gì, Nhiệm Hành hiện tại đã được ta coi trọng. Các ngươi đừng tiếp tục gây chuyện với hắn nữa. Lúc này một người mang theo giọng nói dầm gì bay đến. Ông ta có vẻ cũng là một pháo hôi nữa thì phải. Vừa mở miệng đã thấy chắc chắn sẽ thua thảm. Đại trưởng lão, lời này ngài nói sai rồi. Trương Kim nghe giọng thì lập tức quay lại. Mặt hớn hở, tứ thúc. Người đến rồi. Người vừa đến hóa ra là Trương Trường Hà, tứ trưởng lão Thượng Huyền Tông. Ông ta mặt mày nghiêm khắc nói với trưởng lão, đại trưởng lão. Quy tắc là quy tắc. Chúng ta cũng chỉ là làm theo môn quy, sao có thể nói là gây chuyện chứ? Chẳng lẽ đại trưởng lão muốn mượn thân phận trưởng lão để mưu lợi cho kẻ này? Đại trưởng lão lúc này cuối cùng cũng mở mắt, xoay người sang nhìn tứ trưởng lão vừa đến này. Ông cất giọng nhắc nhở, tứ trưởng lão ăn nói hiên ngang lẫm liệt. Ngươi cũng mưu lợi cho không ít người của trương gia ngươi đúng không? Ở thượng huyền tông này chỉ có trương gia ngươi làm ra nhiều chuyện phá quy tắc nhất nhỉ? Tứ trưởng lão rõ ràng tính cách nóng này rất giống trương kim kia. Ông ta giờ đây hét lớn tiếng với đại trưởng lão, đại trưởng lão, ngài đang vu khống ta đó. Tất cả những gì bổn trưởng lão làm đều là vì thượng huyền tông. Đại trưởng lão thôi nhìn hắn nữa. Ông chỉ nói một câu, ta lười tranh cãi với ngươi. Sau đó ông hướng mắt đến nhiệm hành vẫn đứng một chỗ từ nãy đến giờ. Nhiệm hành, ta hỏi ngươi, ngươi có đủ tinh thạch không? Nhiệm hành chẳng nói chẳng rằng, y giơ tay lên đọc chú, mang đến đây cho ta. Tinh khí của tiên tinh cổ khoáng đã giải phóng được gần hết, có thể thu lại rồi. Ngay sau đó một cái hồ lô xuất hiện bắt đầu đi khắp nơi hấp thụ tinh khí. Nó lại đứng ở trung tâm. Toàn bộ tinh khí của tiên tinh cổ khoáng đều bị nó dần dần hút cạn. Chuột thổ hành vốn dĩ ở bên trong. Giờ nó cũng nhìn thấy được cảnh này. Không khỏi cảm thán thật to. Thủ đoạn của gia đúng là đáng gờm. Tinh khí tích lũy vô số năm ở đây trong nháy mắt đều bị hấp thụ rồi. Trương Kim bên này nhìn nhiệm hành đột nhiên lại niệm chú gì đó. Rồi đứng im một lúc. Người nông cạn như hắn ta vẫn luôn hay thích tò mò, không nhịn được lên tiếng hỏi, hắn đang làm cái gì vậy? Đầu của tên đó có vấn đề sao? Tư trưởng lão đúng là không làm xấu mặt pháo hôi chính hiệu. Ông ta bày ra vẻ mặt ta hiểu thấu mà lên giọng, cố làm ra vẻ. Loại người này ta gặp nhiều rồi. Nhiệm hành bên này sau khi cảm thấy đã đến lúc, thì cũng thu hồ lô lại, đến đây. Hồ lô nghe lệnh, từ trong tiên tinh cổ khoáng bay đến tay y. Trương Kim khó hiểu nhăn mày, hả? Hồ lô từ đâu bay đến vậy? Nhiệm hành mang hồ lô đi đến chỗ đại trưởng lão, sau đó đưa nó đến tay ông. Chuyến này đến thượng huyền tông đây coi như là đại lễ ta tặng cho thượng huyền tông. Trương Luật nhanh tay cướp lấy hồ lô, hắn ta vẫn chưa thông suốt được người trước mắt là nam chính, vẫn còn mạnh miệng nghi ngờ, ngươi có thể lấy ra được đại lễ gì chứ? Để ta xem bên trong hồ lô này có thứ gì gây gớm. Nhiệm hành không ngắn không dài nhắc nhở một câu, ngươi không xem được. Trương Luật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hắn bày ra vẻ mặt cười cợt. Vừa đưa tay mở nắp hồ lô, có gì mà không xem được. Ta là khảo quan của kỳ thi lần này. Tất nhiên là đủ tư cách xem. Ngay tức khắc, khoảnh khắc nắp bình bị mở ra. Trương luật đã chịu không nổi mà làm rơi nó. Hắn bịt mũi la lớn, nguy rồi. Đây là âm khí. Có lẽ số của tên pháo hôi này đã tận. Hắn ta sắc mặt trở nên trắng bệnh. Không thở được mà ôm cổ họng mình. Mắt trợn ngược chăn chối, nhiệm hành. Ngươi, ngươi dám hại ta. Nhiệm hành thở dài bất lực. Y lắc đầu nói, tự mình chuốc họa. Ta đã nói rồi ngươi không xem được. Tư trưởng lão thấy đệ tử mình chết. Ông ta tức giận chỉ về phía nhiệm hành, to gan. Dám dùng âm khí hại người. Bắt hắn lại cho ta. Ngay khi Trương Kim định lên bắt người, thì đại trưởng lão đứng ra ngăn cản, khoan đã. Ông quay sang chậm rãi thỏa thuận với nhiệm hành. Nhiệm hành, ngươi giải thích đi. Tại sao lại muốn thu gom âm khí của tiên tinh cổ khoáng? Nhiệm hành mặt đầy vô tội, ánh mắt cũng không né tránh. Thành thật trả lời, đây không phải là âm khí, mà là tinh khí do tinh thạch sản sinh ra. Ta nói rồi đây là đại lễ tặng cho Thượng Huyền Tông, sau này sẽ có tác dụng to lớn với Thượng Huyền Tông. Trương Kim nghe vậy thì cười lớn, hắn vừa cười vừa mắng người, ấu trĩ, nực cười, ngươi nghe ai nói vậy. Đại trưởng lão cắt ngang lời của tên pháo hôi kia, ông dường như đã suy xét kỹ càng mọi thứ, bổn trưởng lão tin nhiệm hành này không giống như đang nói dối. Tư trưởng lão nhíu chặt mi, ông ta đã bắt đầu không hài lòng về tên đại trưởng lão này rồi, đại trưởng lão, người tin hay không tin đều không quan trọng. Sự thực đã bày ra trước mắt, nhiệm hành không đủ tư cách tiến vào Thượng Huyền Tông, cho dù là ngài thì cũng không thể phá vỡ quy tắc. Đại trưởng lão quả đúng là gừng càng già càng cay, ông thản nhiên đáp trả người kia, ai nói hắn không có, bổn trưởng lão nhận hắn làm đệ tử thân truyền. Tư trưởng lão không đồng ý. Ông ta vẫn quyết một hai nói lý đến cùng với người này, mỗi vị trưởng lão chỉ có thể có ba đệ tử thân truyền. Ngài Hà Tất phải lãng phí cho một kẻ không đáng như hắn. Đại trưởng lão mắt cá chết liếc nhìn ông ta. Sau đó thở ra một câu làm tứ trưởng lão tức chết, ta tình nguyện. Ngươi can thiệp được sao? Hết phần 8